Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ làm cái video để review cho các bạn hai cái dự án đầu tư tiền điện tử. Dự án đầu tiên là cái dự án Mandrap có ký hiệu là MRAT. Đây là một cái dự án đã ở lên CoinZetco, cũng như là một cái dự án nữa là con HOGL. Dự án này thì cũng lên CMC và đang có giá là khá là cao. Đấy, thì tổng cung của những cái dự án này thì mình thấy là nó cũng khá là nhiều, mấy trăm nghìn đến mấy triệu tỷ cơ. Cái dự án Mumrat này thì mình thấy giá đã, bây giờ nó đang khá là cao mọi người. Thì mọi người có thể canh canh cái vùng mua, các bạn có thể canh cái vùng mua xuống đây. Khi mà nó down xuống đây thì các bạn có thể canh vùng mua, để nó lên đến đây thì các bạn có thể bán các bạn nhé. Đấy, còn cái con HGRO này thì mình nghĩ là các bạn nên mua cái giờ này là các bạn có thể mua được. Đấy, nó xuống đây chắc chắn là nó sẽ tăng ngược. Đấy, mình sẽ để cái web web bên dưới cho mọi người nhé. Đấy, mình sẽ để cái web link này bên dưới cho mọi người ở Pocoin Chat. Thì các bạn chỉ cần dán cái contract vào đây, xong các bạn ấn go là nó sẽ hiện cái chart cho các bạn là lên xuống của các đồng coin này. Đấy, thì mua thì các bạn sẽ vào trong sàn PancakeSwap để các bạn mua các bạn nhé. Đấy, hoặc là các bạn check ở đây PancakeSwap, hoặc là các bạn trade check BSC scan, tức là cái thông tin về cái dự án cũng như là cái tổng cung của nó và cái holder, tức là những cái người hold cái đồng coin này là bao nhiêu người. Ở đây các bạn thấy là có 12.150 ERC, tức là có khoảng 12.000 hơn những người đã hold cái dự án này. Đây là website, các bạn check contract của họ ở đây. Đấy, market cap thì các bạn check ở đây nhé. Đấy, dự án này đây. Đấy, cũng là con chó nhưng mà chó nó ở trên mặt trăng ấy các bạn ạ. Cái hình con chó trên mặt trăng dạo này là đua theo chó hết. Con Mandrake này cũng thế này, cũng hình trách ra cũng như hình con mèo hay sao ấy. Đấy, các thông tin ở đây, website Medium BSC scan ở đây. À, đây là cái contract của nó. Thì các bạn thấy là nó sẽ có hai cái contract nhé. Nhiều cái dự án có hai contract. À, một contract ở bên BSC và một contract ở bên ERC20, cho nên mọi người để ý. Và đây là các thông tin về mạng xã hội của nó, Twitter, Telegram và GitHub. Những cái dự án này thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng mua. Tiếp theo là mọi người sẽ vào, ví dụ các bạn sẽ copy lấy cái contract nha. Các bạn vào sàn PancakeSwap. Đấy. Mọi người sẽ kết nối với ví của mình ở trên MetaMask nhé. Rồi các bạn search vào đây, các bạn dán vào đây để search cái ấy nhá. MRAT ở đây, các bạn ấn vào add. Sau các bạn ấn vào đây. Đấy, ở dưới thì các bạn sẽ chọn vào BUSD hoặc là BNB. Ví dụ các bạn ở đây các bạn muốn mua là 15 đô đi. Đấy, thì các bạn thấy là ấn swap, sau đó các bạn chỉnh, mọi người chỉnh cái slip, tức là cái phần trăm ở đây. Đấy, các bạn vẫn để cố định là 5 đi. Đấy, các bạn ấn swap. Đấy, nếu mà nó không hiện ra này thì các bạn sẽ chỉnh lên 10, tại vì cái phí của nó khá là cao mọi người nha. Đây là phí trượt giá này. Đấy, vẫn không được, các bạn chỉnh lên 15, phí nó khoảng 2-3 đô mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ thì nó mới đi này. Một số bạn cứ khúc mắc ở đây mà làm video nói khàn hết ở cổ ra, mà mấy bạn vẫn cứ quay lại để hỏi là tại sao mình lại không có thể trao đổi được. Đấy, chỉ cần các bạn chỉnh cái slip này lên cao một ít, tức là cái phần trăm phí của nó lên cao một ít, các bạn sẽ phải trả phí cao hơn một ít để nó mới thực hiện cái lệnh thành công được. Đây là cái dự án MRAT. Đúng rồi, MRAT. Thì các bạn bây giờ các bạn sẽ chuyển sang HOGL, cái dự án HOGL này là các bạn mua được nhé. Cái con MRAT lúc nãy thì mình chỉ test cho các bạn thôi, tại vì giá của nó cũng đang khá cao, thì mọi người có thể chờ xuống một ít để các bạn mua. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy, các bạn sẽ lại dán contract vào đây thì nó sẽ hiện ra phải không? Thì mọi người sẽ ấn vào đây. Ví dụ các bạn mua cho mình là khoảng 10 đô đi, các bạn đổi cái này xuống. Đấy. Ở đây thì các bạn thấy là mình sẽ chỉnh. Ở đây mình sẽ chỉnh là quay lại 5. Nếu mà nó bán thành công, nó mua thành công thì mình không cần phải chỉnh cao hơn. Đấy. Đấy, ở đây các bạn để vấn đề 5 mà nó vẫn chạy đây. Tức là cái slip của nó khá là thấp. Mình không cần phải chỉnh.
Đấy, có những cái chúng ta có thể để 0,1 hoặc 0,5 và 1% thì nó vẫn là ok. Nhưng có những cái thì nó sẽ trượt giá cao và nó sẽ không ok. Đấy. Như thế là mình đã mua xong hai cái này. Tiếp theo nữa là các bạn muốn check xem là cái mình mua nó về ở đâu. Thì ở trên Trust Wallet thì các bạn sẽ copy lấy cái contract, sau đấy mọi người dán vào tìm coin. Các bạn dán contract vào là nó ra coin, sau đấy các bạn sẽ trượt cái màn ấy lên để cho nó hiện cái coin lên nhé. Đấy, nó sẽ có nút trượt qua trượt lại đấy, thì các bạn trượt lên một phát là nó sẽ hiện coin cho các bạn thôi. Còn ở trên BSC Scan, ở trên ví MetaMask thì các bạn sẽ vào phần check ở bên phần view BSC Scan, thì mọi người sẽ thấy vào cái phần BEP20 token TXNS đây, thì các bạn sẽ thấy cái token của mình vừa mới mua về đây. Các bạn thấy con MumRap và con HOGL ở đây đã về. Thì các bạn muốn check thì các bạn có thể check đây. Đấy, đây là những cái giá của nó, ví dụ cái con HOGL ở đây. Đấy. Tiếp theo là nếu mà các bạn muốn check thì các bạn có thể check ở đây. Các bạn check con MRAT phải không? MRAT. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào Enter Feed thì các bạn nó sẽ hiện ra cái MRAT cho các bạn. Đấy, những cái con mà nó có thể hiện USDT hoặc là BNB thì là có những cái con thì nó lại không hiện như thế này. Đấy, nó đã list sàn rồi nhưng nó không hiện như thế này. Đấy, mà nó sẽ ở dưới này. Thì mọi người muốn view thì các bạn show cho mình là 100 đi, thì nó sẽ có những cái đồng coin ở bên dưới mà. Tại vì mình tính ở trên này cao, ở trên này là khoảng 76 thì nó sẽ phải ấn 100 thì nó mới hiện ra 76 đồng ở bên dưới này nữa. Đấy, là những cái đồng nào. Còn khi mà các bạn check những cái đồng nào nó về ấy thì mọi người sẽ check ở đây. Ví dụ các bạn có 78 coin này nhá. 78 cái đồng coin ở trên cái ví của mình. Nhưng mà hôm nay các bạn vào check các bạn thấy 80 coin, tức là có hai đồng coin mới về. Thì các bạn sẽ ấn vào BEP này 20 này thì các bạn sẽ thấy cái đồng coin hôm nay nó về là cái đồng nào các bạn nhé. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Ok, thì contract và các website cũng như là cái thông tin cụ thể của hai dự án này mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người để mọi người tham khảo. Cái vùng mua của con MRAT này là các bạn có thể chờ nó xuống vùng này để các bạn mua nhé. Đấy, hôm qua lúc nãy thì mình chỉ test cho các bạn thôi. Các bạn chờ nó xuống cái vùng này để mua. Còn cái con HOGL này thì cái vùng này mua là ok rồi. Các bạn có thể mua cái vùng này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video review hai cái dự án mua rác và chờ nó xxx tài khoản. Bạn nào mà muốn tham gia những cái dự án như này thì các bạn có thể đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ để ủng hộ mình. Mình sẽ ra một số cái dự án về các đồng coin này để cho mọi người cùng tham khảo. Đầu tư luôn đi đôi với rủi ro, cho nên đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Các bạn chỉ cần tham khảo thôi, còn quyết định là tùy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.